Một tràng pháo tay thật lớn cho bốn nghệ sĩ tuần này. Vân Sầu, Vân Sầu, Vân Sầu, Vân Sầu. Cảm ơn em rất nhiều. Nhưng anh rất là thích em. Ok, cảm ơn em. Vâng, 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 vâng. Quý vị thân mến, Minh Sầu sẽ được hân hoan chào mừng quý vị đã quay trở lại với Truy Tìm Cao Thủ. Yeah. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ 15 phút ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và mỗi tuần chúng tôi sẽ mời tới đây những người nghệ sĩ mới với bốn thẻ quyền năng không hề thay đổi để xem ai hóa thân thành nhân vật nào. Xin mời. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với bốn khách mời tuần này để xem họ có cảm giác như thế nào và đặc biệt họ đã chuẩn bị điều gì khi đến với Truy Tìm Cao Thủ nhé. Đầu tiên xin được giới thiệu ca sĩ Thanh Lan. Thôi, dẫn đầu luôn vậy đó hả? Dạ, chị đứng đầu mà chị. Thanh Lan xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Vâng, không biết là ở ngoài cuộc sống đời thường đó chị, ở nhà mình có hay ăn hiếp ai đó không ạ? Bộ hiền muốn chết luôn á. Vậy hả? Chương trình này hiền quá thì cũng bị loại thôi ạ. Vậy hả? Vâng. Vậy là phải gầu lên. Phải gầu lên, đúng. Gầu lên. Chị yên tâm, cái người chơi thứ hai kế bên cạnh chị đó là có kinh nghiệm rồi. Để đúng xem rồi, anh ấy ngày hôm nay mang lại cảm giác gì với mùa thứ ba của Truy Tìm Cao Thủ. Sẽ được giới thiệu Trịnh Tú Trung. Dạ, lời đầu tiên là em rất là cảm ơn chương trình cuối cùng cũng cho em đứng ở đây ạ. Thật sự là sau 3 mùa em chờ mòn mỏi ngày nào em cũng hỏi ngày nào em cũng đợi, cuối cùng cũng đứng đây rồi ạ. Đó. Mà không biết là có được làm cao thủ hay không. Mà hơn thật tôi sự là làm cái gì không quan trọng đúng không em? Quan trọng là có tiền thưởng mang về. Hợp lý. Và người chơi thứ ba ngày hôm nay xin được giới thiệu một cô bé rất là dễ thương. Xin được giới thiệu diễn viên Phương Hằng. Dạ, Phương Hằng xin được gửi lời chào đến khán giả đang xem chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Chào anh Sầu và chào các anh chị. Ở đây là hôm nay chắc là lần thứ 5 em đứng ở trong chương trình của mình rồi. Trời ơi. Em nói nghe vậy mình đi về đi. Dạ không, nhưng mà em chưa nói xong, có nghĩa là đứng đây lần thứ 5 nhưng mà chưa bao giờ em được làm cao thủ hết á. Này, thấy chưa, bé ngây thơ lắm mà. Dạ. Ủa, đứng lần thứ 5 thì hôm nay người đầu tiên bị lỗi đó chính là Phương Hằng. Đúng rồi. Yeah. Yeah. Dạ, người mà suối người khác loại Phương Hằng đó chính là Phi Nguyễn. Yeah. Phi. Dạ. Bây giờ bên đây Phương Hằng là 5 lần, em mấy lần rồi? Dạ, 4 lần. Trời ơi. Ủa, vậy là chị với em là những con người ngây thơ đó Trung chị à? Hình như em mới với tỉnh chị mới lên hay sao, không chị ai kêu em hết chị. Thường quá, hai chị em mình thương nhau. Thôi bây quá giờ mình đồng minh với nhau. Và ngày hôm nay, như thường lệ chúng ta sẽ có bốn thẻ quyền năng. Đây. Cao thủ. Đây chính là nhân vật nguy hiểm nhất, là người biết đáp án cho tất cả mọi câu hỏi. Tuy nhiên, để che giấu thân phận thực sự của mình, họ có thể sử dụng chiến thuật trả lời sai để đánh lừa ba người chơi còn lại. Khi trả lời sai, họ cũng sẽ bị trừ 1/2 điểm số của câu hỏi đó. Người hoán đổi. Khi bắt đầu cuộc chơi, người hoán đổi chọn một người chơi bất kỳ trong ba người còn lại. Nếu người chơi này bị loại, người hoán đổi sẽ được chức năng của người chơi đó, kể cả chức năng cao thủ, chuyên gia dịch chuyển. Khi bắt đầu cuộc chơi, chuyên gia dịch chuyển sẽ chọn một người chơi bất kỳ trong số 3 người chơi còn lại. Nếu người chơi này bị loại, thì người dịch chuyển sẽ được hưởng toàn bộ số điểm của người chơi đó. Số điểm của hai người chơi còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. Phong tỏa. Khi bị loại, số điểm của người này không bị chia đều cho những người chơi còn lại, mà sẽ được bảo lưu để so sánh điểm với những người chơi còn tồn tại đến vòng cuối cùng. Với cao thủ, nếu có thể tồn tại được đến vòng cuối cùng thì sẽ được cộng thêm 100 điểm vào quỹ điểm của mình. Trừ cao thủ, ba nhân vật còn lại chỉ được sử dụng quyền năng của mình một lần duy nhất theo chiến thuật của mình để nâng cao số điểm. Rồi, xong, trộn lên. Thôi em, bây giờ thắng có 10 triệu sữa. Dạ, thôi, sữa hoài ghi sợ giống Minh Xù. Bậy, nét rồi. Không, cái, nó là, cái nét đẹp của anh á, em muốn sữa sao càng càng giống anh á. Móc cuối đi em ơi. Dạ. Tức ghê nơi á. Anh thấy không, chị qua đây tụm lại, hai chị em mình mới chơi. Mình được rút á chị chọn nào giờ? Thôi em chọn cái này nha. Ok. Gì thôi, đâu. Rồi ok, đâu. Vậy đi. Nè, chơi, em rồi. Rồi không sao? Sự lựa chọn hả? Cái tội chặt chém người khác. Bây giờ thôi để cái người là tự nhiên nhất người ta xem nè. Mời Phi Nguyễn. Dạ, để em coi. Dạ, của em là cái voucher nối mi miễn phí. Mời Phương Hằng. Dạ, sau bao nhiêu mùa đứng đây thì cuối cùng chương trình đã cho em làm cao thủ rồi đó mọi người. Hay quá. Hay quá. Nói chi là bị loại. Một màn tâm lý ngược đầy giả dối. Thật sự. Đâu, giả trân luôn. Giả trân. Mời anh Trung. Dạ rồi ạ. Rồi, nhưng okay, mà anh chưa cho em biết anh là nhân vật gì. Phương Hằng ơi, Phương Hằng ơi, em chơi rồi mà.
bây giờ cho em biết rồi chơi gì nữa? Thì mình có thể nói không đúng, nhưng mà em sẽ coi cái nét mặt của anh khi anh nói là anh làm vai trò gì. À, tức là muốn coi cái nét diễn của anh khi mà nói xạo. Chị Lan, mời chị. À, trong quá trình mà người ta đang diễn là chị coi rồi đó hả? Hy vọng rằng cuộc đấu này công bằng công tâm. Mỗi người chơi ngày hôm nay biết được thân phận của mình rồi. Hồ Biên hóa thân thôi sẽ được tặng cho mỗi người chơi 50 điểm đầu tiên. Khởi động. Và bây giờ cuộc đấu bắt đầu. Vòng thi đấu đầu tiên được mang tên gọi Do Tìm. Xin mời. Quý vị thân mến, Truy Tìm Cao Thủ đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu đầu tiên với tên gọi là Dò Tìm. Và như thường lệ có hai gói câu hỏi tư duy và kiến thức. 1, 2, 3 chính là những câu hỏi đơn giản. Trả lời đúng thì mình được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Từ số 4 tới số 6 là những câu hỏi khó hơn. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 15 điểm. Rồi, thôi để cho anh Trung chọn trước đây. Em chọn câu kiến thức đi. Thôi vậy thì bây giờ mình kêu luôn số 6 đi em. Hay là khó quá. Nhất của anh. Xuất sắc. Đây, câu hỏi kiến thức số 6. Vị tướng nào dưới thời Hai Bà Trưng là ông tổ của lò vật Mai Động? Chúng ta sẽ có 4 gợi ý. A. Ông Đông Bảng. B. Ông Đồng. C. Nguyễn Tam Trinh. Và D. Đào Kỳ. 30 giây bắt đầu. Câu này hơi khó liên quan tới lịch sử rồi. Ba, hai, một, hết giờ. Mời đáp án của Phi Nguyễn trước đi. Dạ, em chọn là Đông Bảng. Vì sao ạ? Thứ nhất em không biết rõ thiệt, nhưng mà cái tên Đông Bảng rất là quen. Tại vì em cũng có diễn một cái trích đoạn ngắn trong đó. Và em cũng là vai Đông Bảng, nhưng mà em không được diễn nhiều. Dạ, dạ. Cho nên lựa chọn là Đông Bảng. Dạ. Để xem nhá, Phương Hằng thì sao? Dạ, em chọn là Đào Kỳ số 4. Vì sao? Dạ, tại vì em chọn Đại. Cảm ơn em. 25% may mắn. Dạ. Chị cũng chọn số 4. Tại vì chị cũng không có nhớ. Chị chọn Đại thôi, như trên. Anh Trung. Câu hỏi anh chọn đó. À, anh hai em. Anh chọn đáp án số 2. Ông Đồng. Ông Đồng. Vì sao? Tại vì nó ngắn gọn. Và đây chỉ có một đáp án chính xác mà thôi. Truyền thuyết kể lại rằng ông tổ môn vật của phường Mai Động, Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày nay, đó chính là Nguyễn Tam Trinh. Rất tiếc, cả bốn người chơi đều trả lời sai hết. Và vị đô úy dưới trướng Hai Bà Trưng vào thế kỷ thứ nhất, vật cổ truyền là một môn võ lâu đời được hình thành và phát triển từ thời xa xưa. Ông đồng hành cùng quá trình dựng nước, giữ nước của ông cha ta. Và rất tiếc, bốn người chơi mỗi người bị trừ 15 điểm. Đúng ra hay á. Hay. Bốn người mà chọn chừa đúng một cái đúng rồi. Bây giờ mời tới chị Lan lựa nè. Là bây giờ mình lựa trong cái gói kiến thức tiếp đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Số 3. Câu hỏi kiến thức số 3 như sau. Chuyển động có gia tốc bằng 0 gọi là chuyển động gì? A. Chuyển động tròn. B. Chuyển động đều. C. Chuyển động quay. Và D. Chuyển động tịnh tiến. 30 giây bắt đầu. Thời gian 3 giây. Hết giờ. Xin mời anh Trung trước đi. Hả? Theo những kiến thức vật lý còn sót lại của cuộc đời anh á. Ừ. Thì anh nghĩ là chuyển động của gia tốc bằng 0 thì nó là chuyển động tròn. Chuyển động tròn. Chị Lan, chị vỗ tay quá, chị chọn là? Chị hả? Chị chọn số 4. Là chuyển động tịnh tiến. Ok, Phi. Dạ. Đáp án là chuyển động tròn. Chuyện đồng tròn luôn. Hằng, sao nãy giờ mọi người trả lời mà em đứng em suy nghĩ, em suy tư rồi. Em bị phân vân giữa chuyển động tròn và chuyển động đều. Hai cái đó. Nhưng mà gia tốc là chữ A. Dạ đúng. Đúng không? Đúng chữ A. Thì sau khi một phân vân một hồi thì em quyết định em chọn chuyển động đều. Chuyển động đều. Dạ, tại vì em nhớ là em có học cái đó. Khi mà gia tốc bằng 0 á thì đây là chuyển động đều. Chúc mừng Phương Hằng. Yeah. Tại vì cái vận tốc của mình á, nó không thay đổi thì chắc chắn là chuyển động đều rồi. Tại vì nó cứ như vậy hoài. Phương Hằng, một mình em có 10 điểm. Ba người chơi còn lại bị trừ 5 điểm. Không sao, câu này vẫn là câu dễ. Mời Phi Nguyễn. Dạ, cho mọi người nhẹ nhàng ha. Tư duy câu hỏi số 3. Tư duy số 3.
Câu hỏi rất ngắn gọn như sau: cây gì đổi chất lỏng lấy chất rắn? 30 giây bắt đầu. Cây gì đổi chất lỏng lấy chất rắn? Hết giờ. Xin mời. Vậy bây giờ mình lắng nghe đáp án của anh Trung nhé. Đáp án của anh là cây xăng. Vì sao? Thì lấy tiền để đổi xăng. Hợp lý, đi đổ xăng là mình lấy chất lỏng, đúng không? Đúng mình rồi. Trả lại chất rắn là tiền. Đúng rồi. Hay. Phương Hằng, em nghĩ gì không? Dạ, cây dừa. Cây dừa, vì sao? Thường là mình mua trái dừa, em uống nước sao em trả người ta lại cái dừa nguyên trái. Ồ. Ồ. Cũng đúng à. Phi Nguyễn. Thì cái cây của em trả lời đó chính là cây tre trăm đốt. Đổi chất lỏng, alo. Alo, tại vì không biết trả lời cái gì, có cây gì đánh đại cây đó, alo. Okay. Chị Lan có đáp án chưa? Tại vì nãy lỡ trả lời cây sắt rồi. Cây sắt, trời ơi. Rồi, đáp án chính xác của chương trình đó chính là cây xăng. Chúc mừng. Oh. Cao thủ. Chúc mừng anh Trung sẽ có 10 điểm, 3 người chơi còn lại bị trừ 5 điểm mọi người. Rồi, mời Phương Hằng lựa chọn. Dạ, em chọn kiến thức. Số? Chọn số 4. Hay, được, lắng nghe câu hỏi. Nhất trí nhì lân tam vân tứ cẩn là chi bộ tứ đại thụ ở bộ môn nghệ thuật nào? Chúng ta sẽ có 4 phương án: A. Hội họa, B. Âm nhạc, C. Sân khấu và D. Điện ảnh. 30 giây, bắt đầu. Mời Phương Hằng. Chọn câu số 1. Đó là hội họa. Dạ đúng. Vì sao? Dạ tại vì giống như câu đầu tiên là chọn đại. Cảm ơn em rất nhiều. Chị Lan là một cô gái thứ hai của chương trình. Chị chọn phương án nào? Ban đầu chị cũng định là số 1 đó, nhưng mà chị suy nghĩ lại thì chị chọn số 3. Vì sao ạ? Tại vì chị thấy về sân khấu là cái bộ môn bao gồm nó rất là nhiều cái ngành nghề trong đó. Ừ. Ví dụ như là khi mình đứng ở trên sân khấu về nghệ thuật tuồng cổ hát bội á, thì nó sẽ có hai trụ sân khấu, thì lúc đó bao giờ họ cũng vẽ những con lân, con rồng ở trên đó. Ồ. Và còn cái phần mà mái á, chị mái tưởng tượng nó giống như là những cái làng mây. Ồ. Mời Phi Nguyễn. Em cũng lần đầu nghe câu này, nhưng mà theo phán đoán suy nghĩ em là hội họa. Hội họa. Dạ. Dạ, xin mời anh Trung ạ. Dạ, cái đáp án em lựa chọn là đáp án số 1. Đó là hội họa. Dạ, còn chị ơi, nhất trí nhì dân tam dân tứ cận á chị, là tên của 4 danh họa nổi tiếng nha chị nha. Đó. Dạ. Đó. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng hội họa. Ăn mày. Anh Lý Lan ơi. Dạ, một mình chị bị trừ 15 nhé. 3 người chơi còn lại cộng 30 điểm. Đây, mà đúng nghĩa như là anh Trịnh Tú Trung có chia sẻ đó, đây chính là cái bộ tứ đại thụ luôn. Ở trong bộ môn hội họa này, thứ nhất là Nguyễn Gia Trí, thứ hai là Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân và cuối cùng là Trần Văn Cẩn. Đây chính là 4 tác giả, 4 họa sĩ. Vậy là chúng ta đã khép lại 4 câu hỏi ngày hôm nay ở đây. Không biết điểm số của ai là bao nhiêu, chúng ta chỉ cần biết hiện tại ai đang lộ ra điểm nào. Chúng ta sẽ biểu quyết ra tìm ra được đồng minh và loại cao thủ biết thuốc giùm mình xuống nhé. Xin mời, thời gian hội ý bắt đầu. Ai muốn nói giơ tay. Hằng nó nhìn tôi sao đúng quay. Hằng nè, theo kinh nghiệm chơi 5-7-8 lần của Hằng. Theo kinh nghiệm của em á, chắc chắn là chị Lan là không phải rồi, tại vì không có ai mà sai hết như chị hết á. Thì người thứ hai là em nghi nhất có thể là giữa anh Trung hay là Phi thôi. Lấn cấn là anh Trung bây giờ biết được 2 câu, Phi có 1 câu thôi. Câu này là câu hên mới lấy được, nó không hiểu. Đó nên cái câu hên mà giống em cũng là hên luôn, tại vì em cũng thật ra không biết luôn. Đó nên là cuối cùng là em là đang nghi hai bạn này thôi, anh Trung hay là bạn Phi thôi. Bây giờ mời anh Trung lên tiếng. Anh thì anh nghĩ là không phải chị Lan rồi đó. Trời ơi, dễ thương quá, mấy đứa dễ thương nhưng quá. Mà phải loại, tại mấy người này vô phá game lắm. Đúng. Thật ra anh không phải cao thủ, là tại vì anh biết nên mới trả lời. Dạ. Yeah. Chứ còn nếu mà anh cao thủ anh chơi kiểu khác rồi. À, anh nói gì thôi, nhưng mà em có phân vân. Lúc đầu sau khi trả lời câu hỏi thứ hai thì em phân vân là Hằng. Nhưng mà kể từ cái câu hỏi thứ ba thì em nghi anh Trung. Chị Lan không ai nghi chị hết, chị nghi ai? Nghi ai? Trịnh Tu Trung. Oh. Vì sao phải có lập luận đàng hoàng? Ngay cái câu đầu tiên á là người ta thường người ta sẽ chọn câu dễ. Chính chị là người giải thích bên phù suối, giải thích hai lần. Ba người chơi quay lưng. À, rồi chị nói quay. Đi.
Bây giờ nói tới dòng cuối cùng này, tự nhiên cái câu khó dễ sợ luôn á mà cũng biết được. Chắc là bạn Trịnh Tú Trung là cao thủ thôi, chốt xong. Túm lại là chúng ta phải quyết định lựa chọn ai là cao thủ biết tuốt. Mời bốn người chơi nhắm mắt. Rõ ràng nha, sáng suốt nha. Xin mời Phương Hằng đưa tay về nhân vật em nghĩ đó là cao thủ và sẽ nguy hiểm cho mình. Cảm ơn em. Xin mời anh Trịnh Tú Trung. Cảm ơn anh. Mời Phi Nguyễn. Cảm ơn em. Mời Dĩ Lan. Cảm ơn chị. Mời bốn người chơi mở mắt. Minh Xu. Cảm ơn em rất nhiều. Em an toàn. Cứ ai thả tim là an toàn. Trời ơi. Ừ vậy luôn á. Ủa mất chứ. Không mà anh bị loại à. Anh chính là người bị loại ngày hôm nay. Anh Trịnh Tú Trung thân mến, anh nhận được nhiều sự bình chọn của mọi người hơn, cho nên chúng ta phải dừng cuộc đấu ở vòng đầu tiên ở đây. Không sao, mình qua đây và anh xem tiếp tục cái vở diễn này cùng với ba người chơi còn lại. Vòng 2 với tên gọi Định Vị. Xin mời. Quý vị thân mến, Minh Xu đã quay trở lại với Truy Tìm Cao Thủ và đây là vòng thi đấu thứ hai, Định Vị. Ba người chơi sẽ thống nhất quyết định lựa chọn một câu nữa ở trên màn hình LED. Xin mời. Chị Lan chọn đi. Số 1 kiến thức luôn đi. Số 1 kiến thức như sau. Trong các tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, đèo nào thuộc địa phận tỉnh Hà Giang? A. Ô Quy Hồ. B. Pha Đinh. C. Khao Phạ. Và D. Mã Phí Lèng. 30 giây bắt đầu. Cái này em nghe một bài hát nó có cái tên ở trong này. Chị nhớ đi, Hà Giang nó có cái gì á chị? Hà Giang là đẹp lắm luôn á. Vâng, thời gian đã hết. Xin mời đáp án của chị Lan. Chị chọn số 4. Là Mã Phi Lèng. Đúng rồi. Vì sao ạ? Nhớ mang máng là có một cái địa danh rất là đẹp ở trên cũng cái phần đường đèo này luôn. Đèo. Yeah. Đáp án của em là cũng là Mỹ Lèn. Vì sao? Là em có nghe một hát của nhạc sĩ Quách Bim hát có cái bài Hà Giang và có cái địa danh Mã Mỹ Lèn nhắc tới rất là đẹp. Yeah. Để coi Phương Hằng. Dạ em cũng chọn là Mã Mỹ Lèn giống như wow. Mấy anh chị đây luôn. Nhưng mà em chọn là bởi vì em rất là thích du lịch. Em coi những cái tấm hình của các bạn đi Hà Giang check in rất là nhiều và lúc nào cũng check in cái chỗ này và ở Hà Giang hết. Dạ. Bởi em mới biết rất là đẹp dù em chưa đi. Ok, ba đáp án đều là Mã Phi Lèng và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Đây là cái cung đường đèo hiểm trở nhưng mà nó rất là đẹp. Nó dài tới khoảng 20 km, vượt đỉnh núi Mã Phi Lèng cao ở độ cao là 2000 m và nối cái đèo Vạc cùng với Đồng Văn. Thế bây giờ mình hết câu hỏi rồi, mình tiếp tục phân tích và loại trực tiếp. Nè anh, vở kịch bắt đầu. Mời chị Lan, bây giờ chị đang nghi vấn ai? Thực sự á là chết rồi, mình nghi vấn đồng bọn của mình nó có khó không ta? Dạ không. Chị đang nói thẳng vô mặt người ta rồi đó. Đó, rồi đó, nghi đồng bọn đó. Nghi đồng bọn luôn, là Phương Hằng. Phi Nguyễn. Em cũng nghi Phương Hằng. Trời ơi Hằng ơi, đến tuổi ghế sẵn chờ em nha. Không nói thiệt, tại về vì chỗ, chờ chỗ tại vì em có cái sự phân tích từng vòng. Hồi nãy giờ mình là trả lời tuy đúng hơn chị nhiều nhưng mà khi mà chị ở lại vòng sau là chị được 100 điểm chính là hơn xác. Điểm mình luôn á. Chính xác. Thời gian thảo luận đã hết, mời ba người chơi nhắm mắt. Chúng ta chỉ có một cơ hội cuối cùng nữa để loại trừ mà thôi. Mời Phương Hằng. Cảm ơn em. Mời Thanh Lan. Cảm ơn chị Lan. Mời Phi Nguyễn. Cảm ơn Phi Nguyễn. Mời ba người chơi mở mắt. Và chắc chắn có một người nhận được hai sự bình chọn. Phương Hằng. Em an toàn. Thanh Lan. Chị an toàn. Và Phi Nguyễn là người bị loại với hai phiếu bình chọn. Mời Phi Nguyễn về đây luôn. Thôi, ước mơ được vào chung kết một lần và không được.
tấn chân tình của em mà trời ơi. Dạ hai chị gái, dạ mình may mắn quá, mình vào vòng trong vòng cuối cùng của chương trình. Vòng cuối cùng mang tên gọi lộ diện, xin mời. Quý vị thân mến, vòng lộ diện cuối cùng của Truy Tìm Cao Thủ bắt đầu. Xin mời hai người chơi còn lại, chúng ta sẽ lựa chọn tiếp một câu hỏi để trả lời một câu duy nhất và chốt. Xin mời. Thôi, hồi nãy chị chọn rồi, bây giờ chị cho em chọn. Đó, mời Hằng. Em chọn Tư Duy. Số? Số 6 luôn. Đúng rồi. Số 6. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi hình. Xin mời hai người chơi nhìn vào màn hình máy tính. Cho Minh Sầu biết từ khóa này có nghĩa là gì? 30 giây, bắt đầu. Thời gian. Đáp án của chị Lan là gì ạ? Số 4. Số 4. Thì đúng rồi. Trời, tự nhiên tôi thật thà quá luôn. Không phải chị, không. Cái tư duy của chị nó đơn giản quá. Tự nhiên số 4 ai cũng biết, con nít cũng biết số 4. Đúng không? Chờ nè. Phương Hằng. Nó là 04 hoặc là thiếu 4. Nhưng mà em lại nghĩ là 4 còn có nghĩa là 4 nữa. Không, không tư, không tứ. Vô tứ, vô tư thì chỉ cần chọn vô tư. Vô tư đúng không ạ? Và đáp án chính xác của chương trình đó chính là vô tư. Chúc mừng. Trời ơi, để cho chị Lan ơi, chị Lan. Em nói với chị rồi. Đấy chưa? Người đáng loại không loại. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cao thủ hay là đi tìm người chơi chiến thắng đây? Chắc chắn đi tìm người chơi có điểm số cao nhất là người chơi chiến thắng, không cần biết phải là cao thủ hay không. Ánh sáng tắt. Ánh sáng dừng lại vị trí của người nào, người đó sẽ được tổng số điểm qua 3 vòng thi là cao nhất. Hiện nay, điểm số chênh lệch không hề cao, một người 110, một người 5 điểm. Và hiểu rồi, tao biết ai rồi đó. Qua 3 vòng thi, điểm số là bao nhiêu? Xin mời. Dừng. Đó chị. Trời, thấy chưa? Chị thấy chưa? Em nói đây là cao thủ không tin. Mời hai người chơi còn lại về vị trí. Mình kẻ thua cuộc, mình chưa được nói bao nhiêu nữa thôi. Ủa, chưa có kết quả mà. Có kết quả rồi. Người chơi chiến thắng ngày hôm nay đó chính là Phương Hằng. Chúc mừng, 185 điểm. Nhưng cái này nó mới vui nè. Phương Hằng, em là ai? Em là cao thủ. Dạ. Thiệt hả? Thiệt. Chơi giỏi vậy. Hay vậy? Biết ngay từ đầu không chịu tin em chi. Tiếp tục, Phi Nguyễn, bạn là Phong tỏa. Anh Trình Tú Trung, anh là? Anh là hoán đổi. Người hoán đổi. Anh hoán đổi vị trí của ai? Hoán đổi vị trí của Phương Hằng. Vậy phải lựa chọn Phương Hằng. Chừng nào Phương Hằng bị loại anh mới được sử dụng quyền năng là đổi luôn thân phận luôn. Thì đó. Thôi đi, lần sau chơi lại nha. Chị Lan, chị là? Chuyên gia dịch chuyển. Chị dịch chuyển điểm của ai? Của số 1. Số 1 là Phi Nguyễn. Dạ. Dạ, thôi thì ngày hôm nay cao thủ quá giỏi. Cao thủ có 10 triệu đồng. Chúc mừng. Dạ, 10 triệu cho Phương Hằng ngày hôm nay. Đó. Trời, người ta mặc cái bộ đồ vest này là cũng có lý do đúng không? Nhận thưởng cho long trọng. Chúc mừng Phi Nguyễn có 5 triệu đồng. Chúc mừng hai người chơi còn lại, mỗi người 2 triệu đồng ra về. Vâng, ngày hôm nay bốn người chơi đến đây rất là vui, chơi rất là hết mình luôn. Và cảm ơn Phi Nguyễn, cảm ơn Thanh Lan, cảm ơn Trịnh Tú Trung, cảm ơn Phương Hằng rất nhiều đã đến với Truy Tìm Cao Thủ tuần này. Và quý vị thân mến, đừng quên mở TV vào tuần sau quý vị nhé. 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Còn bây giờ Minh Sầu xin chào và hẹn gặp lại. Sau đó thì em lại thấy chị Tú là chơi là có vẻ gì đó mà mình cảm giác khó đoán. Cứ làm sao ấy. Làm sao ấy nhờ. Tôi không có một nét nào giả chân trên mặt luôn á. Không, giả nhiều ạ.